Hân hãy chào mừng quý bà con cô bác đã quay trở lại với kênh Nhật Nam TV. Thưa cả nhà mến thương mình ơi, thì hiện tại lúc này cũng là hơn 8 giờ đêm rồi. Thì em Nam có quay lại cái hoàn cảnh của cô Gấm cũng như là chú Tèo với hai người con trai nhặt được đó, thưa cả nhà. Một bé thì nhặt được trong cái bịch xốp người ta bỏ rơi đó, còn một bé đó thì người ta gửi xong rồi người ta bỏ luôn. Thì cái hoàn cảnh của cô chú hiện tại cũng rất là khó khăn. Thì mấy ngày hôm nay thì em Nam có là giới thiệu cho một số cô chú anh chị mạnh thường quân ở Sài Gòn cũng như là ở hải ngoại sẽ là đến trực tiếp cái địa chỉ của cô chú. Bên cạnh đó có một số quý vị khán giả cũng tò mò muốn hỏi cái địa chỉ để là có những cái chuyến đi gieo duyên thì sẽ tới cái địa chỉ nhà của cô Gấm cũng như chú Tèo để là gieo duyên. Bên cạnh đó thì nội dung video ngày hôm nay thì em cũng trên cái đường mà em đang đi từ miền Tây á, đi từ Bến Tre về đó, thì em cũng ghé em gửi một ít tiền của quý cô chú anh chị mạnh thường quân gửi cho hoàn cảnh của hai cháu. Đầu tiên thì em Nam xin chia sẻ cái vị trí ở chỗ này á, thì ở đây là tổ 4, số nhà 299, ấp số 99 không phải chứ Tèo. Tổ 4, số nhà 99, ấp Phú Khương B, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha thưa cả nhà. Thưa cả nhà, em cũng trình bày chia sẻ với quý vị khán giả thì đa phần là những cái hoàn cảnh đó, em không có để cái địa chỉ lên trên nội dung video, nhưng mà nếu cô chú anh chị yêu cầu thì em sẽ làm điều đó. Sau đây em Nam mời quý vị khán giả đồng hành di chuyển vào phía bên trong nhà nha thưa cả nhà. Hello, con chào cô Gấm, con chào chú Tèo. Dạ, chú khỏe ha? Cô sao khỏe, mệt ha? Hết cũng bớt bệnh rồi. Con tới nửa đêm gì có đường đột quá không trời? Không trời ơi, chú tới mừng chết luôn. Đừng trời ơi, trong bụng trong mà không dám ra điện chú á. Trong gì trời? Thì trong chú vô rồi vui. Con hỏi thăm là mấy bữa nay con cũng có cho cái điện thoại của mạnh thường quân ở ở Sài Gòn đó, thì họ có điện cho chú Tèo hay cô Gấm chưa? Có điện rồi. Có điện rồi. Có điện là họ sắp xếp vào xuống ha. Kệ nó, kiểu như giúp được phần nào giúp chứ không có trách người ta, tại người ta giúp mình mà. Người ta có xuống cũng được, có quá gì đâu. Nhưng mà kiểu như dạng sao, kiểu như dạng trong cái khoảng thời gian mình cũng hơi khó khăn, mình cũng trong đang cần tiền, mình cũng trong đúng không? Trong dữ lắm chứ. Trời ơi, con cũng trong nữa chứ. Đóng tiền học mới nhỏ cô giáo điện hoài. Mới ngày hôm qua hôm kia không có tiền mà mốt đóng trăm mấy đặng nó mua điện, nó làm cái gì á. Bên điện học bên điện á. Bên học bên điện ha. Rồi từ thành là đỡ bệnh chưa cô Gấm á? Trời ơi, đỡ rồi, nay đổi thuốc nữa rồi chú ơi, mua bảo nguyên đủ uống. Mắt muốn chết luôn. Dành lại chú nó nghe rồi con. Thuốc giờ mắt chú ơi. Giờ mình đi khám bệnh nó cũng cho to mua à. Cháu hỏi là giữ. Danh dự ra luôn con. Kêu giữ nữa. Đây để cho cô chú anh chị nhìn thấy là ai là danh, ai là dự. Ra coi đừng biết ai danh ai dự. Đừng con làm gì. Này danh nè, này đó dự. Cũng tranh thủ ghé gửi cho cháu, mấy cháu ít tiền. Đi đây coi. Đây danh lại trước, danh lại. Danh nè. Đây là dâm cả nhà. Thì bà con cô bác trên cộng đồng mũ. Bà con cô bác trên cộng đồng khen trời, dâm đẹp trai, nhìn phúc hậu. Quay lại đây. Cười quay qua đây cười với trời. Cười nó rồi thấy. Ông cậu nó nói mặt tròn có phúc lắm á, mấy người đàn ông mà mặt tròn á. Đúng rồi. Thì như cả nhà biết thì cô Gấm cũng có nói là do là hai cháu thì một cháu dâm đây thì cũng lụm về nuôi, rồi có duyên thì cháu dự thì cũng về sinh sống với muốn nuôi bỏ luôn chồng cô đó, thì bởi vậy á đứng im con nghiêm túc không cho hai cháu làm gì hết cũng thương. Được rồi hai đứa vô đi. Đúng ra là không cho bán số chứ cũng sai giặt ở trong nhà dữ lắm. Có bán số là không dám cho đâu. Học bài mấy cháu học bài ra nha.
Làm sao nó chạy vô? Mượn mấy cháu ít phút thôi chứ cũng không có con nít mà cũng không có cho. Thằng nhỏ 63 kg. Dạ trời ơi sai riết nó hoài. 65. Thằng Danh là 65 kg á. Danh 65 kg còn Dự là 63 kg. 63. Còn hai cháu cũng à, thằng đó thì chở cô đi chợ đi đầu này đầu kia, thằng anh á còn thằng em ở trong nhà bới cơm quậy cà phê cho cô. Trời, à, cũng cực lắm. Với một vấn đề như vậy nữa thì có một số cô chú anh chị ở nước ngoài đó thì có xin cái địa chỉ nhà cũng như xin số điện thoại của chú Tèo để có gọi về hoặc là gửi quà về cho mấy cháu đi học á. Kiểu như dạng là họ muốn gửi dầu hay này cái nọ, dầu hay là thuốc hay là đồ chơi hay là gì á, dụng cụ học sinh đó thì sẽ gửi trực tiếp về cho gia đình. Còn tiền thì cũng gửi trực tiếp về cho gia đình. Ha. Thì trước sau gì cũng nhờ ơn chú chứ. Dạ. Thì con cũng xin phép cô chú là mới nãy con cũng đọc cái địa chỉ nhà rồi. Rồi con cũng sẽ gửi cái số điện thoại cho cô cho mấy cô Mạnh Thường Quân. Ha. Để ngày mai ngày mốt đi con sửa cái điện thoại chứ cái điện thoại con cũng mới hư. Dạ. Tội nghiệp chú quá chừng luôn. Dạ, chú. Tội nghiệp chú quá chừng. Chú Tèo cũng mời chứ vừa cả nhà. Em Nam cũng mời cả nhà nha. Giờ này ngọt dữ lắm. Thành cây hai con là quân lê là ngọt dữ lắm. Còn mình nấu nó trển á. Tội nghiệp hai chú quá chừng. Chú Tí cũng tội nghiệp chú đi đêm đi hôm. À đây. Bây giờ về đi. Con gửi nha. Cái phần tiền cho thiếu tiền thì con gửi cái số tiền 3 triệu đây thì cô Năm ở Long An gửi cho hai vợ chồng 2 triệu một Mạnh Thường Quân giấu tên gửi 1 triệu một vị Mạnh Thường Quân giấu tên để Cam Ranh gửi 1 triệu là 3 triệu á. Cô Năm ở Long An gửi 2 triệu Mạnh Thường Quân giấu tên ở Cam Ranh gửi 1 triệu là 3 triệu thì con gửi cô Gấm. Đây con gửi cô Gấm nha chú Tèo ha. Cũng đóng tiền học cho nó cho cô Năm. Xin cảm ơn quên nữa xin cảm ơn cô Năm ở Long An với dấu tên ở Cam Ranh. Dạ. Giờ con không biết nói. Giờ ai tặng thì mình cảm ơn trước đi. Trời ơi, mấy cái dòng đẹp trời. Trời ơi, chú ơi, không có nó chịu không nổi. Sao kỳ vậy? Ai biết đâu, này của con mấy người nhỏ nhỏ người ta đeo, mà mình lớn rồi cũng lấy đeo nữa. Không có. Cô Gấm nay nhiêu tuổi trời? Trời ơi, 62 tuổi rồi, bởi bệnh quá trời luôn. 62 tuổi. Lớn hơn ổng, lớn tuổi. Chú Đèo là nhiêu? 52. 52. 62 tại hồi đó bệnh quá, ổng cũng bệnh rồi gặp nhau hôi nương tựa nhau, không nghĩ tuổi tác gì hết á. Dạ. Tôi cũng bệnh gần chết luôn, rồi ổng cũng bệnh. Con là con kêu cô ta Gấm với chú Tèo là chắc cũng đúng rồi, con con 35. Mà... con 35 thì tuổi con cô cũng kêu cô rồi đúng. Mà giờ mừng con chú có bạn nè. 12 tuổi rồi. Chứ không chú xuống mình tôi buồn lắm, mà giờ chú có bạn tôi mừng cho chú á. Đi đây có đôi có bạn. Chú em. Ráng gắn bạn bè em hen. Dạ. Kệ anh em ráng hòa thuận á. Chú tuổi con gì chú này nè? Con tuổi gì cũng được, giờ chẳng hạn không như có. Biết nó kỵ sao? Nhưng không biết phải không? Thôi không biết luôn. Chú không biết tuổi chú này hả? Bây giờ tuổi gì cũng được. Cho là không biết rồi nè. Tôi cái thật cái bà bán cái số tôi cũng hỏi tuổi nữa. Coi năm nay bà có lọc. Nhưng mà trời ơi chú không biết tôi. Thôi bây giờ vậy đi. Tôi nằm tôi buồn quá trời luôn, không biết bít đường, không có hỏm á. Tôi bít đường, không có con đường nào để đi được 3 triệu của tôi. Mấy điện bà kia tôi xin, bà với An Giang nhông. Trời ơi, bà chửi con tôi một chập cho nó muốn bỏ học luôn á. Thấy tội nghiệp nó ghê vậy. Yeah. Thế tôi nói mấy điện chú, nó an ủi lại, nó mới vui trở lại á. Yeah. Trời ơi, bà tắt bà chửi đó. Cũng gửi lời chào hai cháu ở trong á. Chúc hai em đi con lâu anh em á. Dạ. Hello. Rồi hai anh em làm gì nằm viết bài vậy trời? Chơi trò chơi. Chơi trò chơi à? Chicago hay gì? Nói chữ. Nói chữ. Dạ nói chữ. Nói chữ hả? Dạ. À, chữ tiếng Anh á hả? Một người viết tiếng Anh rồi một người dịch ra tiếng Việt hay sao? Cái tình hình thư nó bắt hoài
tại vì nghe tiếng á. À, cái truyền hình nó bị hư, nó sọc sọc. Để có diện sinh nó cô nó cũng thông minh thần á, đến giờ nó con để có gì con xin giùm cho cô chú anh chị ở nước ngoài ha. Hai chú Nam giúp được giúp luôn hết chú Nam. Dạ thôi bây giờ về Dâm ơi, về Dự ơi. Dạ. Thì ngày hôm nay chú tình cờ chú từ miền Tây chú về thì sẵn chú ghé chú cũng gửi ít tiền cho hai con. Dạ. Để là đóng tiền học. Thì thôi thì Dâm với Dự cố gắng học nha. Dạ. Rồi cái duyên tới đâu thì cô chú anh chị Mạnh Thường Quân mình giúp tới đó ha. Dạ. Rồi vậy thôi chú cũng chào hai cháu nha. Dạ. Rồi. Dạ. Dạ. Nha hai chú. Bye bye. Khuya lắm rồi cả nha. À, 8 mấy gần 9 giờ rồi. 8:30. À, dạ. Giờ về thành phố nữa. Dạ vậy thưa quý vị khán giả thân mến thì như đoạn video quý vị khán giả thấy thì em Nam cũng chỉ làm một đoạn video ngắn thôi cả nhà, để là gửi tới quý vị khán giả thấy là cái tình hình gia đình vào buổi tối như thế nào. Bên cạnh đó em Nam cũng gửi một số tiền của cô chú anh chị và cập nhật tình hình cho hai vợ chồng biết cũng như là quý bà con cô bác biết về. Sau đây em Nam xin phép kết thúc đoạn video này. Hẹn gặp lại tất cả quý bà con cô bác trong những đoạn video tiếp theo. À, vâng, rất là cảm ơn quý vị khán giả đã ghé ủng hộ shop của Nhật Nam TV. À, đây là những cái sản phẩm trên kênh Nhật Nam TV có bán. Đầu tiên thì phải nói tới là cái sản phẩm nước cốt nhào, cực kỳ rất là hiệu quả nha cả nhà. Trị đau nhức, nhức mỏi xương khớp, huyết áp cao, mất ngủ. À, bên cạnh đó thì đây là cái sản phẩm mật ong rừng xịn 100% có ga nha cả nhà mình ơi. Thì đây là chai nửa lít. Bên cạnh đó thì có chai 1 lít nữa nè cả nhà. À đây. Rồi tiếp theo thì ngải đen và bột ngải chống độc. À, đây là một cái sản phẩm hiện tại đang bán rất là chạy trên kênh của Nhật Nam TV cả nhà. À, có hũ nhỏ nè. À, hũ này là 250g. À, bên cạnh đó thì có hũ này là 100g. Rồi có cái loại này thì 450g, đủ mọi nhu cầu yêu cầu của quý vị khán giả sử dụng. À, cái bột ngải đen và bột ngải chống độc này á thì nó rất là hiệu quả trong cái vấn đề là kháng viêm, tiêu bú nha cả nhà mình ơi. À, bên cạnh đó thì nó còn lưu thông đường huyết và điều hòa huyết áp. À, tiếp theo thì bên kênh có bán tinh bột ngải đen. Lưu ý, đây không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc nha cả nhà mình ơi. Cần thì bên Nhật Nam TV cũng có món tinh bột ngải đỏ nha cả nhà. Khi mà nói tới tinh bột ngải thì quý vị khán giả cũng biết là nó cực kỳ hiệu quả, đặc biệt trong cái vấn đề là đường ruột nè cả nhà, và làm đẹp da. Và những cái sản phẩm này đều có thể sử dụng phối chung với mật ong rừng xịn bên Nhật Nam TV. Rất là mong được sự hỗ trợ của quý vị và khán giả bằng những cái lượt mua hàng. Cảm ơn quý vị khán giả.